À, kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên, Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa mọi người, hôm nay thì Trọng đến đây để thăm một bé chó tên là Nhóc. Chắc ai cũng nhớ là hồi trước Tết, Trọng và chị Hương Nguyễn, một Việt Kiều ở bên Mỹ, có gọi là giải cứu cũng được, hoặc là gọi là có nhận để cưu mang một bé chó của một anh vô gia cư ở ngoài đường. Vì lo cho cái sự an toàn của nó mà chị Hương Nguyễn cũng đã thương thảo với anh ấy, giúp cho anh ấy một chút tiền để sinh sống, và chị đã nhận bé chó rồi gửi đem về quê chăm sóc để đảm bảo an toàn. Và kính thưa mọi người, hôm nay thì Trọng đang có mặt tại huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang để thăm bé Nhóc. Mọi người thấy đây là một cái cánh đồng ruộng và đây là một cái ngôi nhà ở dưới quê, rất là bự, rất là rộng, rất là dài luôn. Hiện tại thì bé Nhóc đang sinh sống ở đây, có người chăm sóc, có người nuôi em, tắm rửa cho em hàng ngày, cho ăn cho uống. Hồi lúc cứu bé Nhóc thì cũng có những cái ý kiến trái chiều, là có những người thì đồng tình, có những người thì thấy là cái việc mà cứu bé Nhóc rồi đem bé Nhóc ra khỏi cái anh ở ngoài đường á thì cũng không hợp lý lắm. Nhưng mà hôm nay thì Trọng có ghé đây để quay cái clip này chia sẻ đến mọi người, để cho mọi người xem cuộc sống của bé Nhóc hiện tại, để cho quý vị khán giả yêu thương bé Nhóc cũng như yêu thương kênh Trọng Cà Mau thấy được cái cuộc sống của bé Nhóc hiện tại là nó an toàn, nó khỏe mạnh, đảm bảo một cuộc sống về lâu về dài để mọi người yên lòng hơn. Và không thể để mọi người chờ lâu nữa, Trọng mời mọi người bước vào căn nhà này để chúng ta cùng thăm bé Nhóc. Trọng mời mọi người đi theo chân Trọng nha. Nhớ cho Trọng một like, một share để kênh của Trọng càng ngày càng phát triển hơn, sớm đạt được nút bạc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kính thưa mọi người, thì cái thời gian trước khi mà cứu bé Nhóc á, thì thật ra thì cũng nhận được rất là nhiều cái thông tin trái chiều, có thương, có ghét, có đồng cảm, cũng như có những người họ cũng không có đồng cảm với cái việc và Trọng với chị Hương đã giải cứu bé Nhóc ra khỏi cái anh mà vô gia cư nhặt ve chai ở ngoài đường. Thì thật ra Trọng chia sẻ với mọi người là thế này, chưa có dịp để nói chính thức với mọi người, thì cái bé chó đó thật ra cũng không phải tự nhiên mà Trọng tìm ra được cái hoàn cảnh của bé Nhóc đó. Có một cái chị ở gần cái anh lùm ve chai vô gia cư thì mới điện thoại cho Trọng, và chị khóc, chị nói là Trọng ơi, ở ngay cái vị trí đó đó, em có thể đến quận Bình Thạnh để xem xét rồi có thể là cứu một cái bé chó hay không. Thì tại vì cái bé chó này á là có một cái anh, anh nhặt ve chai á, mà anh thương lắm. Chị xác nhận với Trọng là cái anh đó, anh thương cái bé chó này dữ lắm. Nhưng mà thứ nhất là anh ở ngoài đường, thứ hai nữa là nhìn thì chắc ai cũng biết rằng anh có Trọng mình, Trọng thì không có dám phán quyết, nhưng mà cái biểu hiện bên ngoài thì Trọng cũng đã tin chắc rằng là anh có dấu hiệu của cái như mọi người nói. Thì chính vì vậy thì Trọng cùng kết hợp với một mạnh thường quân là chị Hương Nguyễn đã đến, rồi cũng đã đàm phán với anh ấy, và cuối cùng cũng đã đưa bé chó về Tiền Giang chăm sóc. Ở đây là rất là thoáng mát luôn, tất cả các cái chi phí nuôi em ở sau này là do chị Hương Nguyễn cùng với gia đình của mình có cho ăn rồi chăm sóc cái này kia, là tất cả là được chị Hương Nguyễn tài trợ hết. Thì hôm nay về đây thăm bé Nhóc thì Trọng mới thấy là ở đây nó có một cái không gian sống
ngoài bé Nhóc ra thì lại bé Nhóc cũng có duyên nha, lại cũng có hai em nữa. Ham chó này cũng màu vàng luôn nè, sống chung với bé Nhóc nè. Đây, con tên gì hả? Nó có sủa từ hồi nãy giờ, chọn bước vào đây là sủa mà đang phải Nhóc nha mọi người. Ô Nhóc kìa, Nhóc vô trong lưu kìa. Nhóc ơi, ồ sao Nhóc ơi, Nhóc sao Nhóc nhát dữ vậy con? Dạ có người là nó trốn hay cơ ha. Dạ đây đây, để chồng cầm má chồng dí rồi nhá. Đây là bé Nhóc rồi đây. Ý trời, Nhóc nè khỏe mạnh lắm luôn, nhưng có một cái là về đây là nhát rồi chứ không giống như ở chợ nữa. Bé Nhóc sống ở đây thì có ba bạn nha mọi người, ba bạn mà chó màu vàng không à, mà họ từ hồi nãy giờ chồng bước vào đây là chồng không thấy có bé nào sủa hết trơn á. Chó nhà không có con nào sủa, nó nghĩa là nó không hề sủa một cái tiếng luôn á, mà bé Nhóc thì vẫn còn hơi nhát, mặc dù cuộc sống của em là ok rồi nhưng mà giờ hơi nhát. Dạ hơi nhát, nhưng mà phải nói là mập mạp sạch sẽ nha. Dạ cái hôm mà trọng đem về á mọi người thì bé Nhóc cái thời điểm đó là nó có bị ghẻ, lông của nó sơ xác và nó rất là thúi. Mà trọng nói thật sự, trọng biết là cái anh ở ngoài đường vô gia cư á là ảnh thương, nhưng mà ảnh không có thờ, ảnh không có tắm á, nên là cái lông của nó không có bóng được như gì. Hôm nay là bé ở đây là trọng dám khẳng định với mọi người một điều là bé có một cái cuộc sống cực kỳ an toàn luôn. An toàn, bây giờ trọng không dám vô ôm nó nè, trọng sợ mình vô cái nó nghĩ mình tấn công nó đó. Lẹ nè con, ông này thì nè lời này cũng không thấy. Không nghe con, đừng chơi với bạn nha con, đừng có ăn hiếp bạn nha. Ba con là thân thiết nha, ba con chó màu vàng không sạch sẽ đẹp đẽ. Ở đây có đồ chơi nè mọi người, đồ chơi nông dân luôn, đồ chơi là vừa khô vậy mà nó cạp nát hết trơn kìa. Lại đây con, lại đây con, lại đây con, lại đây con, lại đây con nè, chơi cho bạn Nhóc chơi với nha, nha nha con. Lại đây con, Nhóc Nhóc Nhóc. Bây giờ bữa nay là thật sự với mọi người là Nhóc rất là bóng, nhưng mà thật sự trọng không dám vô ôm, trọng sợ là nó thấy mình nhảy vô đó nữa, nó tưởng mình ép nó vô đường cùng á. Làm sao ta, làm sao ôm nó cho mọi người xem ta. Bé vẫn còn nhát. Hồi lúc mà ở trên thành phố thì phải nói là bé Nhóc không có nhát nha mọi người, nhưng mà về đây thì là bé nhát. Dạ tại vì cũng qua một cái thời gian mà chở em đi xa mà di chuyển Nhóc từ thành phố Hồ Chí Minh rồi về trạm rồi qua đây nữa, nên là em cũng có cái nhát ở đây nè. Đồ chơi của mấy em nè, vừa khô mà nó cạp gì đã không, sao ai nghĩ ra cái này hay vậy ta. Chắc trọng về chắc trọng cũng học hỏi hay có mua mấy trái vừa khô vô nó cạp nè đó, chắc thì mình cũng mua. Dạ mình cũng sẽ mua mấy trái vừa khô về mình cho nè, nó chó nó cạp nè mọi người, thật lạ không đó. Đúng rồi, chắc mình cũng phải học hỏi mua mấy trái vừa khô về thả vô cho nó cạp, cạp biết nào hư nè. Dạ hơi nhát ha, không sao đâu con, không kệ. Dạ yên tâm là bé Nhóc đã an toàn, chắc chắn là an toàn rồi. Mọi người thấy nguyên một cái khu này là cỡ 50 mét vuông, nhà cửa gào cao mát gió mát, ở quê xung quanh là đồng ruộng rất là an toàn luôn, mà có ba bé sống thôi. Nước nôi đầy đủ, có người chăm sóc, có người cho ăn hàng ngày. Đây nè con, lại đây. Mấy bé này cũng hiền, chỉ có ba bé sống chung với nhau thôi. Nhóc thì phải nói là còn hơi nhát, thì trọng nghĩ là chỉ một thời gian nữa thôi thì nó sẽ hết nhát rồi, nó cũng sẽ hòa mình vô như cái này thôi. Cái cô chăm sóc ở đây thì chia sẻ với trọng là tối thì ba đứa nó cũng ngủ chung, nó nằm trên giạc nó ngủ chung, rồi bình thường nó cũng giỡn. Nhưng mà nếu có người lạ thì hai em này thì còn giỡn, không biết lạ quen chứ không sủa ai bao giờ. Rồi nhưng mà Nhóc thì khi có người lạ thì nó vẫn trốn. Nói chứ nó vẫn nhớ chủ nó. Thầy trọng cũng chia sẻ thật với mọi người là
cái anh chủ trước của mấy bé đó là thương bé dữ lắm. Cái thương là Trọng đã quan sát, Trọng nói cách nào đó là Trọng gình luôn á, là có thương, thương hoàn toàn thương. Nhưng mà tại vì ảnh là ảnh sống ngoài đường rồi, ảnh cũng có một cái hiện tượng là chơi đồ, nên là mình sợ á, mình sợ là để lâu dài bé nó không có, nó không có sống lâu với ảnh được. Rồi trong khi phê pha đầu đó các kiểu thì mình sợ người ta lại người ta bắt. Rồi ở ngoài đường á, nói gì chứ, lỡ mà cái bọn cẩu tặc nó đi ngang nó chích điện một cái thì nó lấy đi thôi. Thì chính vì vậy mà đem em nhóc về đây thì nó cũng hơi nhát, thì cũng tội. Nhưng mà Trọng nghĩ là với một cái không gian sống như thế này thì em nó sẽ có một cái cuộc sống là đảm bảo an toàn cho đến hết cuộc đời. Thì thôi, Trọng xin Trọng nghĩ là cái clip này ở đây thì cũng chỉ chia sẻ với mọi người vậy thôi. Nếu mà có cái dịp đi ngang đây thì Trọng cũng sẽ tiếp tục là chia sẻ những hình ảnh của bé nhóc cho mọi người xem, để mọi người an lòng. Rồi cũng có nhiều khán giả là cứ sợ là bé nhóc đi về á thì bỏ ăn rồi nhớ chủ đồ, rồi bé nó sẽ bị bệnh hay là thậm chí là bị chết. Nhưng mà chia sẻ luôn với mọi người, nhớ chủ là chắc chắn là có rồi, tại vì ảnh cũng nuôi nó lâu. Còn cái chuyện bỏ ăn là không có. Bữa nay bé rất là mập, lòng nó mướt chứ không có giống như sơ cờ như hồi xưa. Rồi cộng với về đây thì lại có hai bạn chó khác cũng màu vàng sống chung nữa, thì Trọng chia sẻ vậy để cho mọi người yên tâm. Tại vì chị Hương thì còn ở bên nước ngoài, cũng không có ai mà để chia sẻ cái câu chuyện này hết, thì Trọng chỉ ghé đây để thăm bé nhóc thôi. Bạn camera này qua cho cái bé nhóc cái nữa đi. Ổng hơi nhát, ổng gặp mình ổng chớ muốn nhìn thò lỏ con mắt à. Dạ. Chứ bình thường cũng quậy giỡn dữ lắm. Dạ. Thank you.